Đây có hàng, có hàng đây nè. Hàng này bích đùng nha. Bên đây có không vậy? Đây nè, đây nè. Bích đùng quá hả? Em rồi đi. Em rồi đi. Đúng. Vậy. Sao thấy tình hình sao? Không thấy hàng kìa. Đạo đi quên nào có là tôi quay. Tăng xéo qua đây nè. Chục bự, chục bự. Nè cái hàng xéo qua đây nè. Ê ông đạo đó, sụp hang rồi. Nó chạy luôn quá. Đó. Con. Ê chuột bự chứ chuột con đâu. Nó vô trong cái hang đó rồi đó. Chưa vậy. Coi chừng nó chạy ra bây giờ đây nè, ép lại. Ừ. Nó bắt đầu rồi đó. Tới đích nó rồi. Nghĩ đi. Tới rồi. Đâu đó, ghê ghê cầm cầm. Nó kêu kìa. Tới à. Tới còn chuyện. Tới số mày tao. Lụm. Hết rồi ơi. Tiếp lại. Có miếng gom vô. Tiếp lại. Bự không chụp dữ hả? Lứa hả? Nắm đầu rồi nắm. Còn không? Trời ơi, trời ơi. Cắn. Kìa kìa. Ừ, chụp mình chụp ngu rồi, đủ mới. Cá, cá. Em lại đi, đó nó chạy ra, nó tay đâu chụp. Hết rồi. Chứ về đi mặn hả? Về là ok. Vậy sẽ đi. Cái thế. Trọng có tăng không? Có, trọng là bên kia. Hết rồi ơi, đi qua. Đâu chứ nó có gõ nữa vậy. Ca 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 ca. Thấy rồi, chụp bự nha. Ca 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 ca. Quất lên, quất lên chi, quất lên chi. Đâu rồi? Ơ là tại mắt con chuột này nó thôi luôn á. Trời ơi. Đâu. Đừng quý ấy, đừng nhào giật hết luôn đi. Hồi hộp. Giật luôn. Rồi, tốt tiêu luôn.
Ôi gì á, chụp coi được cái gì đâu mà không dám chụp đó. Đâu rồi? Chụp đó. Đây nó đi dưới, nó dài đây kìa. Đây nó đi dưới kìa. Rồi, đây nè. Đây nó rồi. Chết luôn. Vô hang cái gì đó. Dính vào. Ôi, chụp nước bẩn hả? Trời, nguyên một ổ luôn rồi. Chiên bột. Ừ, quanh đó đó. Trời ơi. Hàng mới mở miệng, trên đó có hàng đó chứ. Cái gì không thấy chạy chứ gì? Không hả? Ê! Nó! Lấy gọng ơi. Lắm. Không rồi. Hàng nào mới chạy rồi đó. Còn hy vọng nó ém đó. Khó mà. Sao nó không chạy nè. Rồi. Quèo 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 quèo. Ê, gì à? Lú đuôi vậy? Bự không? Ôi chuột bự, chuột bự. Coi chừng nó trở lại tới nãy rồi. Nãy ê ê kìa chi dâng mày đi chi à dạ. Tức mày hả? À, à, chơi hoài ra sao hoài ây da đồ hết biết chuột kìa. Hết lộn. Nó lao. Bỏ vô. Chụp cho nó cái hoài. Ê, chụp đàng hoàng. Quất mẹ đi về mặn rồi. Gắn gắn. Gắn nước hả vậy? Trước đó chuột nó, chuột bự đó. Mới thấy cái giò nó. Qua bên cái giò hoài kìa. Nào giỏi luôn tại.
qua bên giò hoài á. Ừ, bên giò hoài á. Hả? Qua đây rồi nữa. Hết đâu hết rồi. Hết gọi qua hang kia luôn. Thiệt hết không nghe. Chúng nó vụ đó. Nó dùng chiêu dương đông kích tây. Quá trời gió. Đó, kìa. Mà cái lưng nó chà bá luôn á. Kệ. Nó. Nó thời đó, mỏi rồi đó. Kệ. Hắt chút chứ à. Đó tao nghe hơi gió là biết chuột ở trong rồi. Coi lắm cái luồng của vậy đó. Cùng hay vậy đó. Trời ơi, coi chừng nó ụt ra. Kè đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy mỏ chưa. Gió dữ. Rồi kỳ á, vũ đó rồi, làm muốn yếu tim thôi. Kệ kệ lưng nó kìa. Nó nổi lên đó. Mấy con. Có chuột lứa này vô ơi. Kệ chuột lứa này đuôi đuôi đó. Hai đuôi đó à. Đó. Ê, quái. Chụp quái. Ném nó đi. Em lại rồi xong xà bông rồi đó mấy con rồi dính chuột bự hả cũng được rồi lứa bự không à. Ừ bỏ vô. Bỏ vô đây còn nữa không? Ê! Bỏ bự bên đây. Dính cái đuôi hoài chụp hoài. Nè. Đây chụp hơi gió không mà. Quán lại luôn chụp. Quán chụp gì tới chụp mặt không? Chụp dính cái đuôi là hên lắm.